Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện trong tuần. Ngày 28 tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã có buổi hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh về quan hệ song phương và tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 26 tháng 3, Mexico và Mỹ cho biết hai nước đã ký 3 thỏa thuận nhằm cải thiện thủ tục thuế quan song phương và đẩy mạnh lưu thông các sản phẩm nông nghiệp xuyên đường biên giới dài gần 3.220 km giữa hai quốc gia láng giềng này. Ngày 26 tháng 3, Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về một số vấn đề chính để sửa đổi FTA song phương và thuế thép. Theo đó, Hàn Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường ô tô của nước này cho các nhà sản xuất ô tô Mỹ, chấp nhận gia hạn thêm 20 năm mức thuế 25% đối với xe bán tải của Hàn Quốc xuất sang Mỹ. Ngày 28 tháng 3, Quốc hội Liên bang Myanmar thông báo ông Win Min đã được bầu làm tổng thống mới của nước này. Ông Win Min là nghị sĩ thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền và từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện. Ngày 26 tháng 3, hãng Grab công bố sẽ tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Uber tại Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và tích hợp các dịch vụ này vào nền tảng công nghệ tài chính và di chuyển đa phương thức của Grab. Đổi lại, Uber sẽ nhận được 27,5% cổ phần trong Grab, con số tương ứng với thị phần hiện nay của Uber tại khu vực. Thưa quý vị, từ ngày 29 đến 31 tháng 3, một trong ba sự kiện đối ngoại quan trọng nhất năm 2018 của Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội, gồm Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 GMS và Hội nghị cấp cao Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 10. Chương trình Thế giới sự kiện tuần này sẽ cùng quý vị tìm hiểu về sự kiện này cũng như vai trò của Việt Nam trong GMS. Hội nghị thượng đỉnh GMS 6 có chủ đề phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập bền vững và thịnh vượng, mang ý nghĩa kỷ niệm 25 năm thành lập hợp tác GMS, xác định hướng đi cho hợp tác nhằm xây dựng khu vực Mekong thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững. Nổi bật trong chương trình hội nghị thượng đỉnh GMS năm nay là diễn đàn thượng đỉnh doanh nghiệp GMS. Đây là sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại GMS, là sáng kiến của Việt Nam nhằm mục tiêu tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Trong thập kỷ gần đây thì kinh tế thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc. Các quốc gia phải gắn kết chặt chẽ để cùng nhau hợp tác và phát triển. Trong bối cảnh đó, thì chương trình hợp tác GMS đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng và ngày càng có ý nghĩa đối với cả sự phát triển và thịnh vượng của một quốc gia cũng như là của toàn khu vực. Đúng như tầm nhìn hợp tác đã đề ra, đó là thịnh vượng, hội nhập và hài hòa trên cơ sở của ba cái trụ cột, tức là 3C gồm kết nối, cạnh tranh và cộng đồng. Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng GMS được khởi xướng năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Các nước thành viên của GMS gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc với hai tỉnh đại diện là Vân Nam và Quảng Tây. Tuy được đánh giá là một trong những cơ chế thành công nhất ở tiểu vùng, nhưng hợp tác GMS cũng đối mặt với một số thách thức như khó khăn về thu hút nguồn lực cho các dự án hợp tác, chênh lệch trình độ phát triển trong GMS còn cao, không chỉ giữa các nước Mekong mà còn giữa các nước Mekong với Trung Quốc. Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng GMS được khởi xướng năm 1992 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Vì vậy, hiện ADB vừa có vai trò là ban thư ký của GMS, vừa là nhà tài trợ chính cho các chương trình, dự án trong khuôn khổ Hợp tác Tiểu vùng. Và để quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về GMS lần thứ 6 và vai trò của Việt Nam, chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay ông Eric Sikwik, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Được biết rằng hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 6 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 25 năm chương trình hợp tác kinh tế GMS. Nhìn lại cuộc hành trình kéo dài 25 năm, đâu là những thành tựu mà chương trình đã đạt được thưa ông? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhìn lại khu vực Mekong như thế nào cách đây 25 năm. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều vấn đề phức tạp, nhiều quốc gia đang trong quá trình tái thiết và Ngân hàng Phát triển đã đề nghị hỗ trợ thông qua việc xây dựng cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng để giúp phát triển kinh tế và kết nối khu vực.
Với tôi, nhìn lại 25 năm qua, vùng Mekong mở rộng và cả ADB nên tự hào về những thành tựu đã đạt được. Tôi muốn nhấn mạnh 3 lĩnh vực mà chúng ta đã có những thành tựu xuất sắc. Đầu tiên, đó là thúc đẩy hội nhập và kết nối. Khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng hiện đã kết nối với nhau tốt hơn thông qua các mạng lưới đường bộ, đường sắt và cả đường hàng không. Điều này không chỉ giúp tạo thuận lợi cho sự vận chuyển trong khu vực, mà tất nhiên là cả tại nội bộ các nước thành viên. Theo đó, tôi thấy đây là một thành công cho sự phát triển bền vững của khu vực, một thành tựu đáng kể. Điểm đáng chú ý tiếp theo đó là khả năng cạnh tranh. Tiểu vùng Mekong đã chứng kiến sự cải thiện một cách liên tục trong khả năng cạnh tranh. Các nước đã có những cải cách thể chế để cải thiện khả năng cạnh tranh quốc gia, trong đó bao gồm cả cải cách nhằm cải thiện sự kết nối về cơ sở hạ tầng. Tôi muốn nói ở đây là sự phát triển trong phương tiện vận tải và cả đường xá cũng như trao đổi thương mại nhằm đẩy mạnh đầu tư và hợp tác trong nước cũng như xuyên biên giới. Các hành lang giao thông chính đã hình thành cơ sở cho tiểu vùng thiết lập 3 hành lang kinh tế để thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại một số khu vực thuộc mạng lưới hành lang này. Điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là sự kết nối giữa cộng đồng. Người dân tại các nước thuộc tiểu vùng Mekong mở rộng đã trở nên thân thiết hơn và cùng nhau hợp tác để xử lý nhiều vấn đề chung giữa các quốc gia. Bạn biết đấy, cốt lõi của chương trình hợp tác là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xã hội, phát triển hệ thống y tế để chữa các căn bệnh hiểm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Và nếu bạn nhìn vào toàn bộ các lĩnh vực này và cách chúng bổ trợ cho nhau, chúng ta sẽ thấy cả khu vực nhìn chung đã rất cải thiện đáng kể trong mọi lĩnh vực, xã hội, kinh tế hay đầu tư. Đầu tư vào khu vực này đã tăng ấn tượng trong 25 năm qua, từ 5 triệu đô la Mỹ lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Khoảng 10.000 km đường bộ đã được xây dựng, 500 km đường sắt, 3.000 km dây cáp cấp phát điện đã được lắp đặt, 1.500 MW điện đã được truyền tải đến người dân. Điều này đã thúc đẩy tăng trưởng khu vực và hy vọng rằng sự phát triển này sẽ đem đến cuộc sống tốt hơn cho nhiều người dân. Ông đánh giá thế nào về chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh GMS năm nay? Có điều gì nổi bật không thưa ông? Tôi phải nói, đây là một chương trình nghị sự tuyệt vời. Chính phủ Việt Nam đã vạch ra chương trình nghị sự lần này cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á và các nước thành viên. Các bên đều đã có những đóng góp tích cực và cùng với nhau, chúng tôi đã đưa ra một chương trình nghị sự phù hợp với sự phát triển của khối. Chương trình được chia làm 3 phần chính. Ngày đầu tiên sẽ là phiên họp hội đồng kinh doanh. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia và chia sẻ những ý kiến của mình, làm sao để họ có thể cùng đóng góp, hỗ trợ cho chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tôi nghĩ đây là sự mở đầu tuyệt vời cho những chương trình tiếp theo. Trong những ngày tiếp theo, các nhà lãnh đạo tiểu vùng Mekong mở rộng sẽ cùng tham gia hội nghị thượng đỉnh. Đây là cơ hội để họ có thể trực tiếp thảo luận và tham gia vạch ra các kế hoạch chung, cũng như nhìn lại những thành công trong năm vừa qua mà chương trình đã mang lại. Hội nghị thượng đỉnh GMS với sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam cũng sẽ có sự tham dự của Thủ tướng các nước thành viên, Chủ tịch các ngân hàng phát triển. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể đề cập đến kế hoạch hành động Hà Nội 2018-2022, trong đó đưa ra lộ trình phát triển cho tương lai của GMS. Song song với đó, các nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau thảo luận và nâng cấp cơ chế đầu tư chung của khu vực với tổng vốn đầu tư vào các dự án là 6 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy hội nhập trong tiểu vùng Mekong mở rộng. Vai trò của Việt Nam trong chương trình hợp tác GMS như thế nào thưa ông? Tôi nghĩ Việt Nam luôn đóng vai trò trung tâm trong chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, là một thành viên hết sức tích cực trong các dự án chung. GMS có rất nhiều nhóm lĩnh vực phát triển và Việt Nam luôn hiện diện trong mọi lĩnh vực của chương trình. Và tôi nghĩ việc Việt Nam tham gia đăng cai sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh GMS lần thứ 6 là một cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thể hiện và cho thế giới thấy các bạn đã làm tốt như thế nào trong tiểu vùng Mekong mở rộng. Vận tải và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đã phát triển đáng kể kể từ khi tham gia vào chương trình hợp tác này, không chỉ kết nối miền Bắc và miền Nam, mà còn từ Đông sang Tây và một số khu vực tại hành lang, khu vực miền Trung của khu vực Mekong. Bởi địa hình địa lý của Việt Nam, các bạn là một quốc gia trải dài
và tiếp giáp với nhiều quốc gia tiểu vùng. Như vậy, việc kết nối trở nên đa dạng hơn. Theo đó, tôi nghĩ chương trình này đem lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam. Một trong những lợi ích nữa mà Việt Nam đạt được đó là việc trao đổi điện năng. Việt Nam đã xuất khẩu điện sang Campuchia, nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Điều này cho thấy Việt Nam đã tham gia vào quá trình trao đổi đa phương. Và cuối cùng, về dịch vụ thương mại vận chuyển nhằm giúp trao đổi hàng hóa, con người dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn. Tôi nghĩ Hiệp định xuyên biên giới mới được thực hiện của khu vực đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong việc này. Hiện nay, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong việc hình thành các hành lang kinh tế trong hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng GMS, tham gia vào 3 tuyến hành lang kinh tế chính là Bắc, Nam, Đông, Tây và hành lang ven biển phía Nam. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vai trò của Việt Nam trong cơ chế này. Việt Nam đã tham gia tích cực và đóng góp vào hầu hết các sáng kiến hợp tác của GMS. Tính đến tháng 12 năm 2017, các dự án hợp tác trong GMS tại Việt Nam có quy mô đạt khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng số khoản vay trợ cấp của GMS. Trong GMS, Việt Nam là một trong những cái nền kinh tế đã tích cực đưa ra những sáng kiến và tích cực thực hiện những cái cam kết. Và phải nói là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thì cũng đang rất là tích cực trong cái việc thúc đẩy cái đầu tư kinh doanh trong khu vực. Cái sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ các doanh nghiệp Việt Nam ở Lào, ở Campuchia, ở Myanmar, rồi cái việc thúc đẩy các quan hệ thương mại đầu tư mạnh mẽ giữa Việt Nam với Trung Quốc, với Thái Lan, vân vân, thì đã cho thấy là cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là một cái bộ phận năng động và đóng cái vai trò quan trọng trong cái liên kết tiểu vùng. Tôi cho rằng là vai trò của Việt Nam trong cái đóng góp để xây dựng cái cộng đồng GMS là vô cùng là quan trọng. Bởi vì Việt Nam, nếu mà tôi dùng cái từ chính xác để miêu tả cái vị thế và vai trò của Việt Nam thì tôi sẽ dùng cái từ là Việt Nam là trái tim của cái khu vực tiểu vùng sông Mekong này. Và thì bởi vì là trái tim thì nó sẽ giữ vai trò để giữ cái nhịp đập cho cả vùng, nó giữ được cái sự hài hòa và ổn định. Việt Nam là cái thượng cái cuối nguồn của cái sông Mekong, thì cái mình thời gian ở cái khu vực delta của Mekong khá lâu, cho nên mình thấy là nó có nhiều nguồn lực để mà phát triển ở khu vực đó. Ví dụ giống như là thứ nhất là lúa, sản lượng lúa đó rất là nhiều, và khu vực hàng, những cái hàng mà nông sản về ở khu vực phía Nam nó rất là cao. Đó là một cái nguồn doanh thu lớn để thúc đẩy cho những người ở khu vực sông Mekong đó họ phát triển. Về hợp tác giao thông vận tải, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong việc hình thành các hành lang kinh tế GMS và đã tham gia vào 3 tuyến hành lang kinh tế chính. Việt Nam cũng có vai trò quan trọng trong phát triển mạng lưới sản xuất và các chuỗi giá trị gia tăng trong GMS. Do có vị trí thuận lợi là kết nối giữa ASEAN với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đang ngày càng trở nên là địa điểm chiến lược cho đầu tư nước ngoài để kết nối về sản xuất cũng như phát triển hệ thống dịch vụ cho trung chuyển hàng hóa giữa ASEAN với Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của GMS, hợp tác nông nghiệp, du lịch, viễn thông mang lại những hiệu quả thiết thực. Ông đánh giá thế nào về việc thực hiện dự án GMS ở Việt Nam? Tôi nghĩ Việt Nam đã thực hiện các dự án của GMS hết sức thành công. Tôi xin được nêu một vài lĩnh vực đáng chú ý, ví dụ hành lang kết nối Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng, kết nối một số khu vực mở rộng của tiểu vùng đến thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok, hành lang Nam Bắc kết nối miền Bắc Việt Nam tới tận Cà Mau. Những dự án này đã chứng minh được sự kết nối toàn diện tại Việt Nam, và thời gian qua, những hành lang này đã đem lại nhiều lợi ích cho những người đang sống và làm việc dọc khu vực này, và đem lại sự kết nối cho mọi người đến các thị trường, các trung tâm y tế, trường học và các dịch vụ khác. Các bạn biết đấy, Việt Nam đang làm việc rất tốt trong việc xóa đói, giảm nghèo, cũng như tái phân bổ lại nguồn lực và thu nhập trong xã hội. Các bạn đã thay đổi rất nhiều. Và tôi nghĩ phần nào đóng góp vào sự thay đổi này là chương trình GMS. Những thách thức chính mà Việt Nam phải đối mặt khi huy động nguồn vốn từ chương trình hợp tác GMS cũng như các nguồn tài trợ khác là gì thưa ông?
Tôi nghĩ việc huy động vốn đầu tư phát triển không chỉ là khó khăn đối với Việt Nam, mà còn là khó khăn đối với tất cả các thành viên của GMS. Chính phủ có thể đóng góp một phần để giải quyết nhu cầu về vốn phát triển. Các ngân hàng phát triển như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng có thể hỗ trợ các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng. Nhưng nhu cầu về vốn này quá lớn, nên dù cả các chính phủ và các tổ chức tài chính hỗ trợ, nguồn vốn này vẫn bị thiếu hụt rất lớn. Thế nên vấn đề hết sức nghiêm trọng được đưa ra ở đây là làm sao để chúng ta có thể thu hút vốn đầu tư từ lĩnh vực tư nhân để giúp phát triển các dự án của tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây không chỉ là vấn đề về tài chính, mà còn là vấn đề tài chính cùng với kinh nghiệm và kiến thức cũng như công nghệ để đem lại lợi ích cho các chương trình phát triển tại Việt Nam và cả tiểu vùng Mekong. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Bạn biết đó, hiện Việt Nam đang gần chạm mức trần nợ công, nên chính phủ đang rất lo ngại làm thế nào để duy trì nợ công ở mức giới hạn. Theo đó, một số lựa chọn đã được đưa ra nhằm tư nhân hóa một số công trình cơ sở hạ tầng. Một số dự án cũng đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ không chỉ về mặt đầu tư tài chính, mà chúng tôi còn cố gắng đem lại các nhà đầu tư để cùng nhau hợp tác trong các dự án tại Việt Nam để giảm chi phí của chính phủ. Tóm lại, vấn đề chính là làm thế nào để đem lại nguồn tài chính từ lĩnh vực tư nhân cho các dự án trong chương trình GMS. Kế hoạch GMS ở Việt Nam trong tương lai là gì thưa ông? Trong khuôn khổ chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, có một số dự án đã được vạch ra với giá trị khoảng 7 tỷ đô la Mỹ với khoảng 200 dự án. Tất nhiên không phải tất cả đều ở Việt Nam, nhưng có nhiều dự án được thực hiện tại đây. Ý nghĩa của kế hoạch hành động Hà Nội được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh lần này là nhằm khẳng định và tăng cường kết nối tiểu vùng, làm sâu sắc hơn sự kết nối tiểu vùng, đẩy mạnh lợi ích từ việc kết nối và di chuyển của người dân. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh chiến lược trong các lĩnh vực để cải thiện toàn diện các lĩnh vực như hợp tác trong chương trình hợp tác GMS, làm sao để các quốc gia hội nhập sâu hơn. Ví dụ, hành lang phát triển của chúng tôi không chỉ giúp thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, mà còn đổi mới cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển các thành phố thông minh, tạo thuận lợi cho việc cải tiến năng lượng sạch và đưa việc tăng trưởng trở nên toàn diện và thân thiện với môi trường. Có rất nhiều mặt cần được cải thiện và nâng cấp trong mọi lĩnh vực, cũng như hội nhập tốt hơn. Tôi tin rằng, với việc thúc đẩy sự hội nhập của lĩnh vực tư nhân, cả về tài chính và kiến thức như tôi đã đề cập ở trên, chúng ta có thể phát triển tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Hợp tác GMS được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng. Những kết quả mà các nước đã đạt được trong hội nghị lần này, Việt Nam cũng như các nước khác sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.